Trước tình hình gia tăng nhanh số ca mắc COVID-19, một số tỉnh thành miền Tây quá tải y tế và cần sự hỗ trợ nhân lực. Hôm qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đón đoàn công tác là các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đến tư vấn hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị. Sau chuyến bắt tay khảo sát thực tế điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với tất cả các quận, huyện về việc tổ chức mạng lưới điều trị bệnh nhân, từ tầng điều trị tại nhà cho đến các bệnh viện tầng 2, tầng 3. Hiện thành phố Cần Thơ đang có hơn 14.800 F0 đang điều trị tại nhà, 472 F0 ở tầng 1 đang điều trị tại cơ sở tập trung, hơn 1.800 F0 đang điều trị ở bệnh viện tầng 2 và 490 F0 nặng đang điều trị ở tầng 3, tầng này hiện đang quá tải. Cũng trong hôm qua, tỉnh Sóc Trăng đón đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương tới hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đợt này có 30 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng. Các cán bộ y bác sĩ được tăng cường sẽ hỗ trợ tỉnh ở khu điều trị bệnh viện dã chiến. Dự kiến đoàn chia làm 2 nhóm hỗ trợ tại Bệnh viện 30 tháng 4 ở tầng nặng, gồm tầng 2, tầng 3 và tại Bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh. Cuối tuần rồi, Sóc Trăng tổ chức tiếp nhận đoàn gồm 39 cán bộ y bác sĩ, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng tăng cường hỗ trợ tỉnh trong phòng chống dịch. Việc nhiều đơn vị cử đoàn cán bộ y bác sĩ đến hỗ trợ phòng chống dịch sẽ góp thêm lực cho ngành y tế Sóc Trăng sớm kiểm soát tốt dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.